Cho em đứng thêm một đám đi. Chụp hình dính vui lên chút coi. Dạ đúng rồi, một bên đây một bao nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh có đem dao đó không? Để tới đây luôn. Không, 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 để anh xíu gặp chứ. Hai xe mới 34 mà. Lấy lên lò thùng, lên xe lan thùng nó đi. Thùng nó 15, 35 á cưng. Bên này 15. À đúng rồi, có thùng trước nữa hả? Phải không? Đếm lại đi. 2 4 6 8 9 10. Rồi, không đổ hơn. Bỏ lại bớt để khoảng ở bên kia. Đúng rồi. Ê, mấy chỗ kia người ta cũng lấy tên hết rồi. Còn đợt sau nữa tôi đừng. Dạ một người cứ gạo nè, cứ mì nè. Bánh chưa thanh. Đó, cứ làm đi. Không làm. Không làm. Đâu Bùi Quốc Quang lẹ đi. Có Bùi Quốc Quang cũng chưa có nữa hả? Đi vui rồi, sáng rồi cô. Miếng thì tốt. Miếng đường đâu? Miếng đường rồi nè. Miếng đường rồi nè. Bữa gì tốt lại. Bùi Quốc Quang đó hả? Trời ơi. Có con có chú rồi con đủ bị con mưa thôi. Để chú ở đây rồi. Đó, con đúng không con mưa. Để anh đi cầm chi cho mỏi. Kêu rồi đưa. Để đó có gì. Cô téo vô cái bình cảnh để mình dòm là chúng chứ không phải hao năng lượng rồi phải không? Nguyễn Hữu Văn Hay Nhân gì nè. Yes. Yes. Hả? Đi bao nè. Nguyễn Hữu Nhân nha, Nhân. Nguyễn Hữu Văn. Nguyễn Hữu Văn gì nè. Chứ cái bả gửi cho cô không rõ. Nguyễn Thị Diễm Thúy. Nguyễn Thị Diễm Thúy kìa. Để đâu rồi? Trời đất. Thị đâu rồi đó? Nữa la tặng quà mà nóng quá. Nguyễn Thị Diễm Thế đâu? Diễm Thế rồi. Nguyễn Ngọc Bích. Là cái ông hồi nãy đó con. Kệ bà giỏi kìa, đứng lấy cho bà kìa. Đây cho bà nè. Đưa cho bà. Sao bây giờ không có nè. Tôi lên bài 60 giây. Cái này là cái gì cô? Cái này là người lúc trước quả không? Quả hả? Quả không?
mà hạt bích là cái ông gì đó, ông à. Thì ông tới rồi. Tôi bắt. Nè con vợ ổng nè. Bây giờ vô nhà. Cho này vô bà nữa nè, đi vô đây đủ rồi, đi vô. Rồi. Trần Thanh hả Thanh? Để ông kìa. Đâu Thanh đâu? Để con Thanh. Vô tay lên này. Chị Thu Thúy. Vô tay lên. Thu Thúy ra rồi. Thu Thúy. Thủy thôi chứ thật Thủy gì đó. Thủy bả nè. Thủy. Nè, cầm con nè. Thủy gì á, cho tôi giấu giùm tôi nha. Băng Ngọc Bảo Trang. Con. Rồi người cao nhất á, Bảo Trang. Dạ, đi về nè. Dạ, mấy người ấy để cho phần hành xem nữa. Em bé. Dạ. Trần Thị Thu Hương. À, chị Trang ơi. Dạ. Chị lấy hai phần của người bạn mà bị dạ, một cô đây nữa nè cô. Cô. Bùi Băng Bô. Đấy, đấy, bô kìa. Bô kìa. Bô kìa. Bô kìa. Bỏ băng 8. Có quà đi chứ thiếu quà nhập đi. 8 băng 10. Đây kìa, mũi kìa, đánh kìa. Đánh kìa, không có mũi đi. Trần Phát Nên. Nên. Nguyễn Thị Lê hay là gì đó. Đấy, kìa. Đấy, kìa. Đấy, đây, đây. Đấy, đây, đây. Nguyễn Thị Tắc qua đây chứ. Tắc tắc gì đó. Trời tốt tắc. Còn cái gì con nữa. Chữ xấu dữ. Con Nguyễn Thị Lan á, bà ghi. Đây Nguyễn Thị Lan nè. Đây. Cầm được không bà? Được không má? Được kêu bé cầm giùm cho. Thanh cùng với đi, ta đem luôn rồi. Thanh nhanh thôi đi về nè. Nguyễn Thị Ti. Rồi xong. Đặng Thanh Huyền. Đặng Thanh Huyền. Dạ đây. Nguyễn Thị Thơm. Nguyễn Văn Di. Em Đào. Đó chứ Đào nằm kế vòng lòng mình. Đào đang ghi 25 nè. Dạ. 25 hả? Mà Đào cũng qua đây Đào. Phải số 35 quá. Về vậy biết không? Biết mà. Thấy đó phải không? Ừ, nhìn là biết khóa số 35 rồi. Dạ, đâu có con mà nó đi chợ rồi, con lấy gì cho nó được không? Rồi. Nè, mấy người chứng này chị lấy. Làm chứng lấy giùm nha. Bà này đứng ra chịu chứng giùm cho. Dạ không sao đâu. Nguyễn Thị Hoa. Con bảo lấy về giùm con. Nguyễn Thị Hoa vậy nè. Chị này chị nắm cho con nha, con nha. Nguyễn Thị Trương Thị Sáu. Có kìa tôi. Nguyễn Văn Sơn. Có. Rồi qua lấy luôn. Nguyễn Thị Hình Hoa. Quỳnh Hoa. Qua đây nè con. Nguyễn Thị Năm. Hoàng Thị Kim Thi. Đó. Trần Kim Chi. Quang Duy. Đó, nó đánh rồi đó. Rồi tên bả bao đọc được luôn chứ. Chữ bả luôn. Nè, nãy giờ chữ cái Đào Quang Duy nè, chữ bả cái này chưa nè, có ai nữa nè. Mình lãnh rồi. Nguyễn Thị Thép. Rồi bác đi cầm bưng giùm bả luôn đi. Bưng giùm cô luôn đi. Của cô gửi thêm sữa. Rồi. Biết tên này gì rồi? Để đó, để nhăn con. Đợi mất. Nguyễn Tuấn.
cái bịch này dư không, 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 không cho khác đâu mà. Cái tên chắc con ghi lộn á. Nguyễn Tèo á. Nguyễn Tèo. Lộn tên nha. Hồi nãy mấy cái tên đầu cô chưa có đó. Không, hai tên đầu là cái tên Nguyễn Ngọc Bích là lúc nãy có phát trộm rồi nè. Phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Anh hồi nãy có chưa anh? Có rồi. Hôm nay mới có một bà tai biến à. Với cái cô mà nãy này nè. Hai bà đó. À đủ rồi. Dạ. Một phần này nữa là còn hai tai biến nữa không? Dạ hết rồi. Này phải không? Dạ, tên gì vậy? Dạ. Cảm ơn phụ nha. Dạ. Cùng vượt qua mùa dịch. Con có chụp lát con mấy gì không? Con cô này nữa nè. Con còn phần nào nữa không con? Rồi. Con này cho được không con? Nó bán cái số á con. Ta không bỏ con đi ghê con. Rồi đây nhà con. Là cái nhà chòi đó, cái chỗ chòi chuồng gà đó. Bây giờ cái này là nằm ngoài. Tên gì vậy? Tại lúc con đi ghê là không có. Tại sao sợ đưa dư rồi chút nữa là người khác thiếu, người khác có tên này thiếu thì lấy thêm bao gạo hả? Rồi xé ở còn đây có không? Ở đây cho một bao. Rồi cảm ơn nhé. Rồi. Có không? Không thì là xé của không, hình như cái ba này gạo khác của cô ba. Cắt cái túi con bên xe con đi. Cắt mà xe em đi. Lấy bao đó bao riêng cho của cô ba đặt. Nè. Cắt giùm nó, cắt giùm lấy một xe một bao đây xong rồi dán keo lại. Xe em á, xe em kìa. Cắt xe nào? Nó xe em á, cắt đạn bao đây rồi lấy luôn dán keo lại. Vâng, cảm ơn. Anh có lấy không? Lấy đi. Không, nếu anh lấy thì tôi giữ luôn. Ngày là sinh nhật của cháu cỏ thì giờ dịch không đãi sinh nhật được thì thôi làm quà. Đưa cho anh thùng mì luôn đi. Năm sinh nhật của cháu hình ảnh hay nó bị bổ sung ấy. Khi nào chính xác. Hay là cô đại diện cô chúc sinh nhật ảnh đi con ơi, phim gửi cho ảnh anh vui. Bây giờ chúc ai chứ bao miệng mà anh miệng chúc cả. Chúc tên vệ, anh vệ. À con của chú hả? À, cháu của cô ba. Nè, hai người đứng lên. Đại diện kiểu như chúc đại diện chúc sinh nhật ảnh cho anh vui. Con chúc chú đại diện cái shop này là cô lấy cái tiền mà sinh nhật của đó cô là để mua những em ký gạo với thùng mì đi tặng bà con nó sớm này cũng ý nghĩa trong cái mùa dịch thôi. Chúc cho ảnh sinh nhật cũng vui vẻ nha cô ha. Tại vì anh vậy, cảm ơn chú. Đưa cái cô ra cô nè coi rồi nè coi rồi cậu lấy đi. Giấu luôn, cô giấu luôn.
thôi còn không để em đạn dạng chứ em chạy ra khỏi mất công cụ để đem để chứ em chạy rồi để đứng rồi ràng cái túi lại cho em đi. Rồi. Em để xe xích vô cho ta đi. Rồi được không? Sao đâu mà. Ốc phần đây là 18 rồi phải không? Nay 16 à. 9 rồi. Ủa này nhiêu? 19 hả? 19 lần hả? Bỏ rồi 18 rồi. 18. Không nhưng mà cũng phải lấy bao gạo ra, cũng phải bao gạo ra. Bao gạo ừ nó phải bao gạo. Cũng phải lấy bao gạo xuống hả? Không đủ đâu, có không đủ. 18 phần phải không? Ừ. Rồi đúng rồi. Rồi cái đó. Cũng phải lấy bao gạo xuống rồi. Chia ba phần của anh ta nữa. Rồi, rồi. Rồi, ba phần để riêng qua đây đi. Để riêng qua phần xe này đi. Đấy. 1 2 3 nè đủ rồi đó. Rồi ba phần mình đi riêng rồi. Ba phần rồi. Lấy ba bỏ vô. Bên kia năm hả? Cái này để mũ nè con. Lấy con cây bên kia 5 hả? Chỗ nào 5 nữa hả? Vậy là thiếu một thùng thiếu một phần hả? Tại nãy bên kia cho dư. Thì bên kia mình cho dư gì đó. Kia mình cho bà giấy số đó. Hả? Thấy có ghi thêm tên ai mà. Giờ thiếu một phần hả? Thiếu một phần hả? Ba phần để riêng rồi nè, ba phần kia để riêng rồi nè. Rồi 5 phần nè. Đưa vô đây 5 phần trước. Dạ, còn dạ. Cái kia nó thiếu á thì mình vừa trở về luôn đi xong rồi mình đi hết một lượt xong rồi mình đem nó ba phần đó mình đưa sau cũng được. Rồi. Dạ, rồi. Đúng rồi, cho đây đủ đi kìa. Rồi. Có đó 3 6 7 8 9 10 11 12. Giờ cái phần này 9, từ từ nha mày, nha Vũ 2. Rồi. 18. Bây giờ Dũng đâu rồi, em Dũng? Lấy gạo em 18 bịch đó là bao nhiêu mà trời thì lấy ra đây đếm cái chân vớt trời ơi nè người ta có bao nhiêu đó đó làm cho đổ đi qua đó luôn hả cô có 4 rồi qua đó luôn hả à, không cái đó đủ rồi mình để 5 phần bên kia à, phần để qua đây đi qua bên này nè dạ, đúng rồi, rồi. Rồi. Để lấy 5 phần để, 5 phần để xem hay để đâu đi để đẩy đó con đang quay rồi cô có làm đi lấy gạo đi. Đây. Gạo lấy 5 đó. 18 bịch, 18 bịch đem đủ nha. 18 bịch. Anh 4 cái gì bỏ vô đây đủ cái 5 hả? Cái yeah. 5 đúng không? 5 rồi đúng rồi, rồi đủ cái 5 đi. Rồi gạo bên đây lấy luôn bên đây hay sao? Lấy luôn. Lấy luôn, lấy luôn. Đây đem 18. Đây đem 18 bịch trước đi. 18 bịch đây trước đi. Ừ. Nhiêu rồi? Rồi đem gạo đó vô. 7 rồi, xếp bên này nữa nè. Đây đây. Dũng Dũng leo xuống Dũng. Xuống luôn. Để đem con cho chiếc xe này ra ngoài đó. Xích ra ngoài để chuẩn bị. Để luôn, ừ. Rồi cắt bên này luôn đi. Dao kéo đâu cắt bên này luôn đi. Cho em mượn cái dao đi chị hay kéo gì đó chị. Rồi ra đi, xuống xếp hàng hàng. Mau lên. 11 bịch nữa. 11 bịch nữa. Cứ lấy ra đếm mà chắc là khỏi. Cho em mượn cái kéo, dao gì anh. Kiếm một cái để lên ra đây 5 đi, xuống đây 3 4 5 nha. Không, để trước đi. Rồi lấy cái 5 đi ra chỗ đủ. Em xếp xuống dưới cho nó dễ em. Xếp trồng 2 cái 2 cái đi. Anh cho qua đây 5 được không? Chỗ đủ bên này 5 cái nè. Dễ đâu để xíu đi. Rồi, để đây em. Kê kê. Thì con đếm từ từ, đếm từ từ ở đây 7 rồi. Đây này là 8 nè. 16. 15 16 đủ không?
Rồi hỏi cắt đây cái đó 16 phải không? Không, cái đó 16 đúng không? 16 hai bịch nữa rồi, 5 bịch kia đủ luôn rồi, đủ luôn. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Em lấy hai bịch để bển em. Em lấy hai bịch để bển nó đủ 18. 23 đó 16 đúng không? Hai bịch nó đủ. Rồi. Đó. Rồi, hai bao lẻ ngoài nó đủ 18 rồi. Hay cắt cái đếm đi, hay cắt cắt cái đếm đi chắc. Đó rồi, rồi đủ rồi đó. Rồi đây đủ 5 phần bên kia nè. Rồi em vô em lấy cái 5 phần này ra đi. Lấy 5 túi này ra đi. Rồi đếm luôn chắc thôi. 18 thùng mì, 18 bao gạo nha chị, đếm em. Để lên mì nè em. Này mình đi bộ đi. Con máy làm rồi Quỳnh. Dũng ơi, con bơm ra nè. Rồi, đếm luôn. 18 cái danh sách của 3 rồi. Cái gì? Bố. Nè đếm đi Dũng. Đi đâu rồi? Đếm này đếm. Đếm này đếm này chị cắt luôn. Chắc đây em chắc đi. Con lá thấy ra đấy 18 phần. Còn 5 phần bên kia là tôi sẽ đưa qua bên kia. 6. Đừng gớt nha. 18 phần. Để đất luôn, để đất nữa mới công gớt. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 đủ luôn. Rồi. Nè anh. Rồi. 18 bao gạo, 18 bao hùng mà nha cô. Này là sinh nhật của cháu cỏ, hiểu như là đã sinh nhật thay đã sinh nhật thì làm từ thiện tặng phần quà cho các cô chú, ví dụ như cô chú chúc sinh nhật ảnh là cho ảnh vui được rồi. Dạ dạ cảm ơn anh. Về anh, về anh, về. Dạ dạ cảm ơn cô chú. Dạ cảm ơn chú đã tặng cho bà con đây phần quà 18 phần quà. Dạ 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 nhận được 18 phần quà. Dạ chúc chú cũng sức khỏe, dạ. Vui vẻ, dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Đại diện ảnh cảm ơn, dạ, cảm ơn cô. Dạ. Nè, đi bộ bển luôn đi, còn 5 phần đi bộ bển luôn rồi quay lại. Bên này phải không? Bên này đúng không? Bên này đúng không? Đủ 5 phần rồi, đủ 5 phần rồi. Trời ơi, ta đã ốm rồi đưa trong đống. Rồi đi bộ bển luôn. Cho con gửi xe xíu nha cô. Ok. Rồi đi bộ bển luôn đi ha. Ừ. Đi xe chứ cho đi. Đi gần rồi ha. Rồi mọi người lại canh xe đi. Chống lại canh xe đi. Đây là 5 thùng mì với 5 phần gạo. Gửi chú nhận giùm. Bên 1 2 3 4 5. Dạ cả bên phía sau này. Cái dòng sau là xong rồi. Dòng sau là mới xong rồi. Sao mình có 18 rồi. 18 phần mình đó rồi. Rồi anh về anh chỉ cần anh thấy anh đã nhận xong 5 phần quà được rồi. 5 phần với 5 gạo. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn chú. Chỉ cần anh nói là anh gì anh nói là cảm ơn anh Vệ là sinh nhật được rồi, sinh nhật anh tặng. Dạ. Dạ dạ, cảm ơn chú. Rồi tiền anh giáo lại dùng chứ. Dạ dạ. Kiếm một thùng mì nữa mình thiếu. Đúng rồi. Ủa sao nãy đủ 63 mà. 63 mà cái ông nằm bẵng á, biết không? Ông lấy thùng mì hả? Ông nằm bẵng á, ông nói xin thùng mì. À. Rồi giống như cái chỗ mà. Rồi. Rồi chị. Cảm ơn.
một phần mì một phần gạo ha, và cũng như bằng cầm được không, cầm được không? Dạ dạ. Che lại hết. Ủa đi hướng nào, hướng này luôn đó ta. 46. Rồi đủ rồi đó. Ngã bây giờ. Rồi đi 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 đi. Đi 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 đi. Chị gì chị lấy giùm. Một mì một gạo rồi. Còn một phần nữa nè. Rồi chị lấy giùm hả? Dạ. Lấy giùm luôn anh. Rồi cảm ơn chị. Để cái đó nhiêu? Cái thiếu mình sẽ thêm ba. Để nó đếm xong rồi thấy nè. 8 9. Rồi thôi 9 rồi ngưng ra. 9 ngưng ha, ngưng rồi, rồi rồi ngưng. Dạ. 2 4 6 8 là còn bao nữa. Dạ. Đây đây. 9 rồi, 9 rồi, 9 rồi. 9 bao rồi. 9 rồi, 9 rồi. 3 vậy bao? 6 9 rồi. Còn cái này ở đây mới có 3 à, giờ có 2 có 3. Rồi rồi lấy lẻ thêm sao, xé thêm sao? Để qua đó lẻ. Có 3. Rồi rồi bỏ thêm đi. 3 lấy thêm một cái nữa. Rồi. Rồi rồi mình dán luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi. Lấy một bao xuống Tôm. Dạ. À, lấy cái dao trong đó. Ừ, cắt một bao, lấy một bao xong rồi còn lại. Rồi thôi để lẻ. Lẻ rồi, lẻ rồi. Cắt. Lấy rồi, lấy rồi. Phải cắt thêm bao nữa rồi. Rồi con có đem dao, có đem dao trong xe. Cắt lấy một bao đi. Không không không, cái đó đó. Ừ. Lấy một bao xong rồi để lại em chở ăn trước. Mà nó chở nó lắc hoài vậy. Nó lắc hồi cái xuống nó thành mì nước nữa thì mày. Một bịch thôi, một bịch thôi. Một bịch thôi. Bốn bịch đúng không? Bốn màu đúng không? Bốn màu. Rồi đủ rồi, bốn. Rồi. Kiều Quanh à. Đủ bốn chưa? Rồi đủ bốn không? Đưa luôn cái bao đây chị. Rồi bốn đủ rồi đó. Đây như 9 phải không? 3, 6, 9 đủ rồi. Rồi bên này 9 nè. 9 nè. Chị ra thì chị lấy vô đi. Đem vô phụ rồi chị. Cái rồi đủ rồi, còn lại chưa? Còn lại quay lại cho mấy em gạo vô giữa. Em cảm ơn chị ơi. Dạ dạ cảm ơn. Dạ.
Rồi đếm lại. Còn thùng ở đây nữa. Thùng. Tháo bao gạo này xuống luôn. Tháo em. Xong rồi đó. Rồi. Giống bảo cái này xong. Bảo để thôi, để đại bảo anh đi. Rồi. Đếm 31 thùng chứ chị. Đếm đếm mì mì bao này là 8 phần nè. Dạ. Rinh hết cắt ra luôn, cắt ra đếm luôn. Mới có dao cắt đủ chị. Thôi đi ra đi ra. Cứ cắt ra đếm đi. Bên cạnh nó dao thiếu như thế nào. Lỡ rồi thì cái đại diện là sẽ bị mang tiếng. Đem 2 bao kia qua đây đi, đem qua đây để. Cắt em cắt thôi rồi, người đại diện mang tiếng mệt lắm đó. Mà kiếm đó. Bữa còn cắt em thùng đủ rồi không? Rồi. Đủ rồi đó, đủ 31 thùng rồi đó. Rồi gạo đếm 31 bao luôn. Lấy chồng hai cái cho dễ. Hai bốn xếp vô em một cái một chồng hai cái cho dễ đếm. Chồng ba cái đi, ba chồng ba mười chồng là đủ rồi. Giao bỏ trong học đó. Để sao kìa, nó không có ngã à. Rồi còn bao cái này xếp ra luôn. Rồi, cảm ơn chị nhé. Còn bao này nè, xếp luôn. Tại vì ngoài dân chính là sau này không có. Dạ. Cảm ơn rồi, để mặt bà con nhà trong khu phố, khu xóm, cảm ơn chị rất nhiều nhé. Bây giờ nè, rồi anh hai ba người đó đứng lại xong rồi anh đại diện dùm để chụp hình rồi nói lại cho hình trưởng hội. Thì em đứng em chụp hình em hả? Rồi, anh luôn, anh là người đại diện luôn. Gái nữa nè, chị nè. Anh đem đủ chưa? 4 4 4 4 4 16 18 19 20 21 22 23 24. Ủa sao mới 24 rồi? Còn kệ còn bao kìa, trời ơi. Đủ hết 34 cơ. Chưa nè, còn nè. Mới 24 à, còn nè. Thiếu nè chưa? Rồi, cái cha thiếu trời ơi. Không đếm gạo bây giờ. Đúng rồi, con mang tiếng chị, em mang tiếng. Họ nói hả? Trời 16. Dạ cái này là 16 với 20 nhiêu? 16 với lại 12. 28 29. Ủa sao thôi còn thiếu 2 bao gạo. Thiếu 2 bao, ủa sao thiếu 2 bao gạo? Kìa kia nó kìa, trời ơi. Cái này á là cái này nó nhỏ tầm như em không em đủ, 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 đủ. hai bao nữa à, nè này nha. Rồi đếm lại đây nè, bốn nè, bốn mười sáu 20 rồi này ba nó là 26 ba lại 29 nè, lấy hai bao này ra coi phải 23 cho mày là đủ. Đúng rồi con, 23 rồi đủ rồi. Rồi 31 đủ. Em biết còn bên chị này hả? Đó. Chị này bên kia. Chị đâu à? Có mấy bên kia. Chị ba mấy bên hẳn. Rồi về dịp sau. Chị qua đây rồi không tên gì vô nha. Rồi Quý Duy liền đây. Một lát nữa, để lát nữa tôi về tôi kiểm nó có chưa thì tôi mới đem qua đây chị được. Chị ba bên kia. Ở đây cũng quen biết. Chưa biết được. Khi cứ dư thì đem qua đây rồi chị đưa giùm. Chị Nam không có. Ai nữa tới cái gì chị đưa cho em ha. Tại ai có tên trơn rồi sao mới công đưa dư, người ta có tên không có. Kỳ. Dạ. Rồi là bảo người ta lấy cái con dưa đó thì chị cho cái này chị đem qua cho em. Cảm ơn mấy con nha, cảm ơn đứa. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nhiều. Ăn mấy cái này ăn quốc cái quà này không mà tối mầm chim bao. Ban niềm vui để cho người nghèo. Mừng quá mầm chim bao. Rồi bây giờ em chụp tấm hình với ông. Rồi giờ chụp em luôn. Thì giao em nhờ. Nè, vô mấy người vô. Vô đúng rồi. Vô chụp đi. Diện bên giao rồi bên nhận nữa rồi. Có người nhận, đây là người nhận. Giả của người ta ngồi lên. Đứng lại làm sao mà che gạo đâu. Đứng lại đứng vô. Đứng vô. Mấy em cho cô Trân ra. Đứng lên luôn. Được rồi. Chị đứng rồi, đại diện rồi. Đó, bên nhận đứng giữa đi ha. Rồi đó. Rồi, cảm ơn. Xong. Rồi thay mặt coi bà con phố nghèo cảm ơn dạ. Anh chị mấy em nha.
Dạ dạ. Chúc sức khỏe, chúc bạn thiện ý làm việc tốt, việc có đức quá trời luôn. Rồi sẽ gặp bạn may mắn. Rồi rồi anh xin anh phát. Tôi còn không có gặp được bây giờ hai người đi. Hai người là đại diện. Nếu ảnh anh giới thiệu cho. Ảnh đông nhiều quá. Có thì có bà. Chứ không lẽ tôi gọi ai? Phải không? Vô kiếm mạnh trời là có em nha. Rồi. À để thanh anh tới xuất cho thanh quay quay cả. Sợ dán nè hả? Làm giống dán nè. Giống cái gì nè. Vô nha. Dạ được rồi, được rồi. Dạ. Dạ con. Dạ được rồi. Lẹ quá. Chụp đẹp đó. Chị ghi tên em chưa cho em được sao chị? Đó đọc lên. Có rồi, chị quay chưa chị? Rồi. Có nha chị Hồng. Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn tất cả nha. Dạ dạ. Đừng ấy nha, không khoan đã đấy. Đừng có ra đừng ra đồ gạo. Có phần có anh Quyền nhiều quá, chị này, anh Quyền cho thôi, coi chị này nè. Anh này anh cho cô này luôn. Không, anh cho chị luôn. Thì có thì anh lấy bù, không có thì thôi, anh tặng rồi. Bên kia cũng vậy, bên kia phát có người không có tên, cái ta có nhường qua nhau hết. Nhường. Không, mà người lấy gạo, người lấy mì đó, chia không nhau. Không, mà ông tên ổng nào, nhưng mà tại vì giờ chắc ổng cũng khá rồi. Thì ý là mình cứ chia nhau, ví dụ lỡ không có tên thì mình chia ra người lấy gạo, người lấy mì. Bà Châu có khá không? Khá nhường lại cho người khác. Dạ, dạ con đi nha. Dạ. Bye bye cho xe hello. Ở đây em chạy cho, chạy cho. Để em dắt cho, em dắt cho. Ơi không nổi đâu trời ơi, xe mình là chỉ mình biết thôi. Xe còn là kẹt số mà có thể được. Đi đây. Tới đây lấy đây. Ờ. Đây đây con. Bỏ thùng xe anh giùm em. Bỏ thùng xe anh giùm em. Bỏ thùng xe. Cái thùng xe. Lãnh cho mẹ đi. Ai lấy giùm nhớ mặt nha. Nhớ chứ. Mỗi hộ phần chứ mọi người. Ai có rồi thôi nha. Một phần thôi. Rồi. Ông già nè.
Mỗi phòng một phần. Ngãi đây nè, ngãi. Ngãi đâu? Ngãi này đó, ngãi. Về lấy cái này đỡ nuôi vợ đỡ đi. Thất nghiệp cái đi xe nuôi vợ đỡ đi, vợ mì gói thôi. Có gì ra cái gì vậy? Rồi rồi đẩy cái xe mình qua đi, tăng lên, biết là còn ai nữa không? Nhà mình lấy rồi không con? Con nó đi thôi. Nhà mình lấy rồi không? Đóng cửa là đại diện lấy luôn. Cửa đại diện để mình từ từ cho nó giãn ra. Còn 18 phần. Chuyến cuối cùng. Bao 8 bịch. Dạ dao rồi. Lấy cắt cái. Chồng ở đây nè, để ngược cái trời, để ngược. Sau này để đúng chiều để ngược. Chất lên đây. Chất lên gì không? Dứt rồi. Nhiêu? 20. Cái này 24 thùng rồi đó. 4 thùng bỏ ra. À 4 thùng bên kia. Ờ 4 thùng bên kia chứ. 4 thùng là của bên kia vừa. Ủa lấy 4 thùng đây bên kia chứ quên. Đúng bao nhiêu 4 thùng? Rồi, 24. Con giống gì không tiêm hả? Rồi để lần sau hỏi chứ giờ chuẩn bị hết rồi. Không được đâu, cái nào nó có danh sách hết rồi chị. Không, ý gì, chị lấy rồi, chị nói là cái phòng dễ phòng chị mình không qua. Ở đâu?
phòng trọ những chuyên cửa hàng trang trí là vào. Gần đây em à, chúc chị chỉ đường qua lần sau mình tới đợt cái mình phát ở đó. Thì đó. Thì cái chúc chị chạy theo chị chỉ cái chỗ đó lần sau cô ghé lên đó thử. Cô về được không? Cứ hỏi phòng trọ ông Tiêm. 13, ông Tiêm, chỗ cửa thì chỗ nhà tạp hóa Trang Thịnh á. Để cái gì lên phường hỏi. Cái chân đỏ rớt lên ơi. Rồi, đủ 20 rồi cô. Để xuống thấp thấp đi lên ơi, ghê quá, nhìn có nghiêng lui ghê quá. Gớt à. Rồi. Bốn thùng đem đi, đem đi bên chả bên kia mà. À quên. Nè, rồi đó, nè. Rồi nó rớt á. Chị đi, đứng đầu nhà chị đi. Rồi nó hạ xuống. Rồi dân mình bỏ anh Phùng đi. 20 phần của phòng trọ của anh nha. Dạ. Dạ con cảm ơn cô đi. Rồi. Rồi xong. Bây giờ 4 thùng này bỏ lên xe ông đi chạy vô cây dừa đi. Chạy vô cái dừa ông nãy đó. Đây nè, chạy vẹo vô ông chống nó. Sao không để mấy cô ra đứng ở đằng đông cái chợ. Chậm đôi xí. Để cho mấy người nó ra để cho anh chụp. Cứ vô đưa đi, con đứng đây con quay, cứ vô đưa đi. À, đi theo, vô chống đưa đi, mình con này được rồi. Ừ. Chị phát phụ chị nè, phần mì phần sắp xếp chị đây, chị phụ luôn, chị đây chị phụ em. Dạ. Trời ơi thương quá. Cảm ơn chưa? Có rồi, cảm ơn nè. Con cảm ơn chưa? Phan Tài cảm ơn. Ơ trời ơi. Mẹ ơi, trời mang dép ngược. Phan Tài cảm ơn. Mang dép lại, dép sai rồi. Rồi cảm ơn nè nha. Rồi Phan Tài cảm ơn chưa con? Không cái đi, không cả. Dạ, cảm ơn. Mấy người phòng trong đi hết hả chị? Đi làm. Dạ. Đổ về không được. Phải đâu chứ mấy mẹ không còn đi ra mà đây mình chịu phụ vô đây đi. Để mẹ không vòng ra đi rồi mình đi. Vậy hả? Kêu thôi, con đi kêu thôi, không cần khiêng. Con đi kêu đi, con đi vào cửa kêu đi. Đi kêu đi, con chạy lại kêu đi. Hai ơi, ra lấy gạo hai ơi. Trời ơi, chạy. Từ từ nè. Té nữa bây giờ. Trời ơi, chạy rồi tao. Đi từ từ thôi. Thương hả? À, chạy kêu, chạy còn thương không?
Mẹ nó gì mới xanh á. Thì ở đây nha. Cứ người ta làm mình dễ nên mình dễ mà còn cá lét quá luôn. Trời ơi trời hoa hồng rồi nè. Té nè, có chạy tớt chạy luôn là té nó leo nữa. Đi từ từ đó nha. Rồi em bảo phụ cho chị. Lên lấy giùm chị cục cơm. Anh cũng được kiểu chưa? Hỏi hỏi vậy cho tụi nó lên em dễ kiểm. Giống như hôm bữa em phát rồi xong mấy đứa nó đang ôm hết rồi không biết phòng nào ra phòng nào luôn. À đúng rồi. Hồi nó đi mò đi kiếm từng phòng tại vì nhiều khi người được người không được bị phiền lắm. Vì người có hai người không có thì. Mất lòng. Có đứa nào ở nhà đứa nhà, đứa nào lên thiên cái gì má phòng ở dưới đi. Ở nhà thiên còn cái phòng này không có thì để nó chiều về đi làm để đó đi mẹ của cưng rồi bé kìa à. Trời ơi con khiêu đi, có khiêu một chút đi làm sao khiêu hồi nãy bên nào khi chọn ở bé